Barbara, Miss Jackson. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với lại video đó là luyện tập cực trị hàm mực 3 ha. Rồi trước hết là bạn nhớ cho mình như sau, hàm mực 3 thì chúng ta có đạo hàm y phẩy của mình, đó là bằng 3ax bình cộng 2bx cộng với lại c. Về đây mình tính đến phẩy ha, đây là phẩy bằng b bình trừ 3ac. Rồi bạn lưu ý cho mình, ở đây a là nó là con số, nó không có chứa tham số m. Còn cái trường hợp mà a nó chứa tham số thì mình phải biện luận giá trị của a. Ở đây thì hàm số không có cực trị khi nào? Khi mà chỉ khi phương trình y phẩy bằng 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép, tức là delta phẩy của mình bé bằng 0. Còn trường hợp thứ hai đó là nếu như y phẩy của mình nó có hai nghiệm phân biệt, hàm số bậc 3 thì nó sẽ có hai điểm cực trị. Điều này xảy ra khi và chỉ khi delta phẩy của mình nó dương. Và với cái hai cái nghiệm phân biệt x1 x2 của phương trình y phẩy bằng 0 thì mình có thể áp dụng nó, mình sử dụng ở thức VS ha, trên cái phương trình đó là y phẩy bằng 0. Bây giờ mình sẽ đến với một bài câu luyện tập cho cái phần lý thuyết này. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y bằng 1/3 x mũ 3 trừ m nhân cho x bình phương cộng m bình trừ 4m cộng 3 nhân cho x cộng 2021 trừ 2020m có cực trị. Còn bây trước hết là bạn để ý cho mình ha, hàm này hàm bậc 3 nên tập xác định của nó là d bằng r. Rồi đây mình xác định y phẩy. Y phẩy của mình nó bằng x bình phương trừ 2mx cộng m bình trừ 4m cộng với lại 3. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có cực trị, thì hàm số bậc 3 mà nó có cực trị khi nào? Khi và chỉ khi cái delta của y phẩy là dương ha. Còn trường hợp mà delta của y phẩy âm thì nó sẽ không có cực trị. Hoặc là delta của y phẩy mà nó bằng 0 thì cái y phẩy sẽ có nghiệm kép ha. Bởi vì cái nghiệm kép của nó thì nó không làm đổi dấu của y phẩy khi nó đi qua cái nghiệm kép đó. Vậy thì ở đây là delta của y phẩy nó phải dương. Và ở đây là cái y phẩy của mình, cái hệ số trước x nó chia hết cho 2 mình tính delta phẩy ha. Còn vậy thì delta phẩy của mình nó bằng cái gì? B phẩy bình tức là m bình phương trừ cho a là bằng 1 nhân cho c đó là m bình trừ 4m cộng với lại 3 phải dương. Này tương đương với lại 4m trừ cho 3 nó phải lớn hơn 0, tương đương với lại m phải lớn hơn 3/4 ha. Rồi ok, mình xong câu đầu tiên. Rồi mình sẽ đến với là ví dụ số 2 ha. Cho hàm số y bằng 1/3 x mũ 3 trừ 1/2 m x bình trừ 4x trừ 2021. Rồi gọi x1 x2 là các cực trị của hàm số ra cho, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức p bằng x1 bình trừ 1 nhân cho x2 bình trừ đi 1. Rồi vậy thì trước hết bạn xác định y phẩy cho mình ha. Thì tập xác định là đây là d bằng r nên là mình không nói nữa ha. Rồi vậy thì y phẩy của mình nó là bằng x bình phương trừ cho mx trừ cho 4. Rồi thì bạn chú ý ở đây, cái hệ số a của mình nó là bằng 1. Cái c của mình ở đây là bằng trừ 4. A nhân c bé hơn 0. Đúng không? A nhân c bé hơn 0. Vậy thì phương trình sẽ luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu nhau. Và không mình nhất thiết phải xét cái delta ở đây ha. Rồi, còn nếu như bạn chắc chắn hơn hoặc là các bạn quên cái tính chất này thì bạn tính delta ra cho mình. Delta bằng b bình là m bình trừ cho 4ac là 4 nhân cho trừ 4 và nó là bằng m bình cộng 16. Nó luôn dương. Vậy thì phương trình này luôn có hai nghiệm phân biệt. Cho nên là cái hàm bậc 3 sẽ luôn có hai điểm cực trị ha. Mình sẽ áp dụng là thức VS ha. Tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b chỉ cho a là bằng m. 1 nhân x2 bằng c chia a ra trừ 4. Đây biểu thức p của mình nó bằng x1 bình trừ 1 nhân cho x2 bình trừ đi 1. Mình nhân phân phối vào ha. x1 nhân x2 tất cả bình phương trừ cho x1 bình cộng x2 bình cộng với lại 1. Rồi bây giờ cái lượng x1 nhân x2 tất cả bình phương thì nó là bằng 16. x1 bình cộng x2 bình thì mình biến đổi nó một xíu Mình sẽ biến đổi nó theo tổng mà tích là bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương. Rồi mình trừ đi 2 lần x1 nhân x2. Thì nó chính là bằng x1 cộng x2 bình là bằng m bình trừ cho 2 lần tích này cộng với lại 8 cộng với lại 1. Thì cái này mình rút gọn nó đi ha, là bằng trừ m bình cộng với lại 9. Thì đại lượng này luôn bé hơn hoặc bằng 9 ha. Max P nó sẽ là bằng 9 khi và chỉ khi m của mình nó bằng 0 ha. Tìm tất cả giá trị của hàm số m để hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3m x bình cộng 3 nhân cho m bình trừ 1 nhân cho x trừ m mũ 3 có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành là khoảng AB nè. Tìm giá trị của A nhân cho B. Rồi thì bạn chú ý cho mình như sau ha. Mình đang có một cái hàm bậc 3 như thế này. Có hàm bậc 3 của mình có hai điểm cực trị đúng không? Hai điểm cực trị. Rồi hai điểm cực trị này phải sao đây? Nằm về hai phía trục hoành.
trục hoành nó là cái trục ngang của mình, OX ha, OX nó nằm về hai phía trục hoành khi nào. Đây thì nó sẽ liên quan đến cái y ha, mình gọi đây là điểm này là x1 đi, điểm đây là x2. Thì mình phải tính cái y tại cái điểm này, y x1 và y x2. Thì hai cái y này nó phải nằm về hai phía của trục hoành, tức là cái dấu của nó phải trái nhau. Tức là y x1 mình phải nhân cho y x2, nó phải bé hơn không à. Đó, dấu của y x1 và y x2 nó phải trái nhau. Thì khi đó hai cái điểm vị trí này sẽ nằm về hai phía trục hoành. Trước hết các bạn xác định cho mình ha, đó là y phẩy của mình. Y phẩy của mình thì nó bằng 3x bình trừ 6mx cộng cho 3 lần m bình trừ 1. Rồi bây giờ mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0. Cái này tương đương với lại x bình phương trừ cho 2mx cộng với lại m bình trừ 1 bằng 0. Như mình đã chỉ các bạn ha. Bây giờ mình cần nhậm hai cái lượng sao cho tổng của chúng, tổng của hai lượng này bằng trừ b chia a, tức là bằng 2m, và tích của hai lượng này nó bằng c chia a, nó là bằng m bình trừ 1. Thì mình dễ dàng mình nhận được thôi, đó là m trừ 1 và m cộng 1 đúng không, m trừ 1 và m cộng 1. Đó, vậy thì phương trình này sẽ có hai nghĩa phân biệt ha, đó chính là hoặc là x bằng m trừ 1 hoặc là x bằng m cộng 1 ha. Rồi vậy thì sau khi mình đã giải được đây chính là cái hoành độ của hai điểm vực trị, bây giờ mình cần xác định y x1 và y x2 để mình nhân lại với nhau thì nó phải bén hơn không ha. Nên đây mình đã có cái phương trình của hàm y đúng không? Thì bây giờ mình chỉ việc để mình thế x bằng m trừ 1 thì mình tính được y x1 nè. Rồi mình thế x bằng m cộng 1 vào thì mình tính được y x2 ha. Rồi thì bạn thế vào cho mình. Y x1 của mình thì nó là bằng cái gì? Để mình tính vào đây. Y x1 nó là bằng x mũ 3, nó là m trừ 1 mũ 3. 3m nè, nhân cho m trừ 1 bình phương. Cộng cho 3m bình trừ 1 nhân cho m trừ 1 trừ cho m mũ 3. Rồi ha, bây giờ mình sẽ rút gọn cái lượng này đi. Rồi m trừ 1 mũ 3 thì nó bằng m mũ 3 trừ 3m bình cộng 3m trừ cho 1. Rồi tiếp theo mình trừ cho 3m. Rồi m trừ 1 bình nó là bằng m bình trừ 2m cộng với lại 1 cộng cho 3 lần. Mình nhân phân phối này vào ha, ra được m mũ 3 nè trừ cái m trừ m bình cộng 1. Đây là trừ m mũ 3. Rồi vậy bây giờ mình sẽ rút gọn đi ha. M mũ 3 nè với trừ m mũ 3 là hết nè. Tiếp theo đó là trừ 3m mũ 3 nè với lại cộng 3m mũ 3 nó cũng hết luôn. Thì mình còn lại đây là trừ 3m bình nè cộng 3m trừ cho 1. Tiếp theo là mình bỏ cái lượng m bình này đi thì mình nhân phân phối vào mình được đó là cộng 6m bình trừ 3m. Tiếp theo đó là bỏ cái lượng m mũ 3 đi ha, là trừ 3m trừ 3m bình cộng với lại 3. Rồi vậy thì mình rút gọn đi ha. Trừ 3m bình nè, trừ 3m bình nữa là trừ 6m bình nè, cộng với 6m bình là nó hết luôn nè. Rồi tiếp theo đó là 3m với trừ 3m là hết luôn nè. Đó, vậy còn lại mỗi cái trừ 3m đây. Trừ 1 cộng với lại 3 là cộng với lại 2. Rồi tiếp theo đó là y tại x2 thì sao? Y tại x2 thì các bạn thế vào. Bạn thế cái x2 của mình nó có giá trị là bằng m cộng 1, bạn thế vào cái hàm y này. Đây mình sẽ để cho các bạn định thế ha. Khi mình thế vào thì mình sẽ ra được nó là bằng trừ 3m trừ 2 nha. Đó, cái này mình sẽ để các bạn tự thế ha. Rồi bây giờ mình sẽ giải cái điều kiện đó là y(x1) nhân y(x2) nó phải âm. Tức là trừ 3m cộng 2 nhân cho trừ 3m trừ 2 nó phải âm. Bây giờ mình sẽ nhân phân phối vào đây ha. Mình được nó là bằng 9m bình. Đây là trừ 6m nè, cộng 6m là hết nè. Đây là trừ cho 4, nó phải bé hơn không? Tức là m bình nó sẽ bé hơn 4 phần 9. Thì m của mình nó sẽ kẹp giữa trừ 2 phần 3 cho đến 2 phần 3 ha. Đây chính là đáp án của mình. Rồi, vậy thì người ta kêu đó là cái đáp án của mình nó là cái khoảng AB. Tìm giá trị A nhân cho B. Một cái trừ 2 phần 3 nó sẽ là A. 2 phần 3 nó sẽ là B ha. A nhân cho B nó chính là bằng 4 phần 9 ha. 4 phần 9. We'll be right back.